tell me what does WWW stand for? Alina. World Wide Web. World Wide Web. Teachers today have a really big challenge in that there's so much technology out there. There is a specific set of knowledge and skills that young people need to know if they're going to get the most out of what they need for school. And IC3 Spark defines that. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một đoàn để tham quan và học tập về việc triển khai IC3 tại các trường tiểu học của bang Miami. Thì chúng tôi, đoàn hiệu trưởng tôi học hỏi rất nhiều, nhất về là cách triển khai IC3 từ chính phủ cho đến sở giáo dục và cho đến các trường. Thì các bước triển khai cho phụ huynh học sinh thì chúng tôi học hỏi được nhiều để triển khai. These are our visitors that we've been waiting for. They're elementary school principals from Vietnam. Chúng tôi muốn thông qua IC3 Spark để đem đến cho các em một cái tiêu chuẩn về kiến thức tin học, những kỹ năng tin học cơ bản giúp cho học sinh tiểu học Việt Nam có thể tiệm cận với những chuẩn mực quốc tế và tiến tới được như những học sinh như ở Hoa Kỳ, ở Nhật, ở Pháp, ở các nước. IC3 Spark thì không chỉ dừng lại việc giảng dạy các kiến thức mà chúng tôi còn nhận thấy các em có thể vận dụng được những cái kiến thức đó vào cuộc sống. My teachers, they ran with it and they are just excelling with it. We're excited that many students have already passed the exam. Reading and writing and math are all important, but so is the technology as a part of it. On the practices, you can click show me and it shows you what to do. Trao đổi với lại các giáo viên thì mình cũng cảm thấy là rất là thích thú bởi vì các cô hết sức là thân thiện. Chung một ngành với nhau nhưng mình cảm thấy là rất là mến, quý mến các cô vì cái sự thân thiện và rất là nhiệt tình. She wants to ask about the time they use to teach the computer science. To ensure that my student is similar to a student in Vietnam or Nigeria or Liechtenstein or anywhere in the world. How do we know that we know the same things? It's IC3. Cái buổi học hôm nay thì chúng tôi cũng về áp dụng được là mình sẽ trang bị cho các em một cái điều kiện thiết bị nhiều hơn. Những cái gì mà chúng tôi đang chuẩn bị triển khai IC3 Spark và đã từng bước triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng giống như ở các trường ở bang Florida ở Hoa Kỳ đang làm. Và tôi tin rằng với việc triển khai cái IC3 Spark đối với học sinh thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho học sinh thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và học sinh Việt Nam đạt được những tiêu chuẩn mà các nước phát triển đang triển khai cho học sinh của mình. If you get your certificate in Ho Chi Minh City or Berlin or New York or Western Florida where we are now, teachers trust it. I love Vietnam. I love my country. And I love to have my young kid to grow up with technology and catch up with the other kid in developed countries.